Trong số mới nhất của tạp chí Barca, FC Barcelona đã chia sẻ một số hình ảnh 3D thú vị để mô phỏng về sân Spotify Camp Nou sẽ trông như thế nào sau khi cải tạo, bắt đầu vào tháng 6 năm 2023 sẽ hoàn thành. Ngay sau đây, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng sân đấu này, thứ mà sẽ khiến cho ít ai còn dám gọi đội bóng xứ Catalan là câu lạc bộ nhà nghèo được nữa. Nhìn vào tổng thể, việc tu sửa sân vận động Camp Nou vẫn sẽ giữ được những đặc điểm kiến trúc địa trung hải và có một không gian vô cùng rộng lớn. Nikken Sekkei, đơn vị thiết kế nổi danh đến từ Nhật Bản, rất chú trọng vào việc làm thế nào để giữ được những giá trị lịch sử ở sân đấu này. Nói thêm một chút về Nikken Sekkei, họ là công ty kiến trúc rất lâu đời, đã có mặt tại xứ sở sương mù từ những năm 1900. Và năm 2017, công ty này được đánh giá là công ty kiến trúc lớn thứ hai thế giới. Trước đó, Nikken Sekkei kết hợp với Pashur Asio Architect là những đơn vị giành chiến thắng trong cuộc thi thiết kế Spotify Camp Nou vào năm 2016. Công ty tới từ Nhật Bản đã chịu trách nhiệm cho các dự án thể thao quy mô lớn như sân vận động Niigata và Kashima được sử dụng tại World Cup 2002, cũng như Saitama Super Arena. Thêm nữa, một điều nổi bật về dự án là tính bền vững chính là chìa khóa cho việc vận hành. Sân vận động mới cũng sẽ có một hệ thống tưới tiêu tận dụng nước từ các ga tàu điện ngầm và những tấm pin mặt trời sẽ tạo ra tất cả năng lượng mà sân vận động cần để sử dụng. Đây là phương án vừa để bảo vệ môi trường, vừa để tiết kiệm chi phí khi đưa Spotify Camp Nou mới vào sử dụng. Phải biết rằng kinh phí hàng năm dành cho năng lượng cho một sân vận động là một khoản không hề nhỏ. Tính bền vững còn được thể hiện ở việc tái sử dụng bê tông và thép từ sân vận động cũ để xây dựng cơ sở mới, cũng là một phương án khác để bảo vệ môi trường, vừa tiết kiệm thêm chi phí cho dự án. Câu lạc bộ xứ Catalan muốn sân vận động mới của mình được tổ chức các trận đấu tại World Cup 2030 và nếu có thể thì còn là cả trận chung kết của giải đấu. Nhưng họ sẽ vấp phải sự cạnh tranh đến từ những sân đấu cũng mới cải tạo lại là Santiago Bernabeu, La Catuya, Civitas Metropolitano và San Mamés. Và một con số không nhỏ đã được Barça chi ra. Phó chủ tịch Elena Foss cho biết, một năm rưỡi trước chúng tôi đã trình bày một dự án đang trong giai đoạn lập kế hoạch cuối cùng và bây giờ nó đã trở thành hiện thực. Đây là một dự án cho thành phố và cả nước. Đây là khoản đầu tư tư nhân lớn nhất ở Tây Ban Nha trong nhiều năm. Theo thông tin từ tờ Sport, Barcelona đã phải vay mượn khoảng 1,5 tỷ euro để thực hiện việc xây dựng sân đấu mới của mình. Nhưng Barcelona tin rằng Camp Nou mới sẽ có khả năng tạo ra 346 triệu euro mỗi mùa, tới sự tăng trưởng đáng kể lượng cổ động viên và khách du lịch. Đó là tinh thần của dự án sẽ khiến cho những người hâm mộ đội bóng này cảm thấy tự hào. Còn bây giờ hãy cùng đi vào chi tiết để xem công trình có giá trị tỷ đô của Blaugrana tráng lệ đến như thế nào. Nhìn tổng thể, sân đấu mới của Barcelona sẽ có hình bầu dục ngắn và tròn với 4 khán đài xung quanh được nối với nhau. Nhưng điểm đáng chú ý nhất của Spotify Camp Nou sẽ là thêm hệ thống mái che ở phía trên, tạo điều kiện để các khán giả có thể thuận tiện theo dõi trong mọi thời tiết. Điểm đặc biệt đó là những tấm mái che kể trên cũng là những tấm pin năng lượng mặt trời được sử dụng để cung cấp năng lượng cho toàn bộ sàn đấu, như đã nói ở trên. Theo Marca, có tới 18.000m² tấm quang điện được sử dụng cho công trình này. Một hệ thống dây thủy lực sẽ có nhiệm vụ để di chuyển phần mái kể trên. Thậm chí vào ban đêm, mái che kể trên còn có thể phát sáng cũng như có thể nhìn xuyên thấu từ trên cao giống như tấm kính. Còn ban ngày, ánh sáng từ mặt trời sẽ đem lại nguồn sáng tự nhiên rất phù hợp với kiến trúc kiểu địa trung hải của Camp Nou mới. Theo những hình ảnh được tiết lộ, mép viền hình tròn của khoảng trống phía trên đỉnh sân vận động sẽ được lắp một màn hình 360 độ, thể hiện toàn bộ thông tin khi trận đấu diễn ra. Đây là kiểu thiết kế khá giống với những sân vận động tại Bắc Mỹ. Hãy nhìn vào những hình ảnh dưới đây để so sánh một Camp Nou cũ đã rất xuống cấp, cũ kỹ và một Camp Nou hoàn toàn mới, hiện đại, tràn ngập sắc màu và hoành tráng hơn. Nó xứng đáng với sự đầu tư rất lớn mà đội bóng xứ Catalan đã bỏ ra. Đó là góc nhìn từ trên cao, còn đối với những cổ động viên khi nhìn thấy sân đấu này từ phía dưới thì chắc hẳn đó sẽ là một dự án rất ấn tượng. Ban đầu dự án không định phá bỏ tầng 3 nhưng quyết định đã được thay đổi. Khán đài tầng 3 đã được phá dỡ để xây dựng lại toàn bộ nhằm đảm bảo tính đối xứng và đồng nhất về kích thước giữa các khán đài. Nhìn từ phía ngoài, có thể dễ dàng nhìn thấy đặc điểm này khi Spotify Camp Nou mới được chia thành 3 tầng rõ rệt. Bao quanh bên ngoài sân vận động là hệ thống những thanh dọc với những hai màu chủ đạo là đỏ và xanh, màu truyền thống của câu lạc bộ. Được biết độ che phủ của thực vật với chủ đạo là những cây xanh bản địa cũng được tăng thêm 15% để tạo ra không gian tự nhiên hơn. Nước mưa được thu thập từ những mái sân vận động sẽ được tái sử dụng để tưới cho các thảm thực vật trong khuôn viên 10 lần mỗi năm. Tiến sâu vào bên trong,
Camp Nou mới sẽ có sức chứa khoảng 104.000 người hâm mộ, nhiều hơn 5.000 người so với sân đấu cũ. Những chiếc ghế bên trong sân cũng được sơn màu đỏ chủ đạo để phù hợp với tổng thể sân đấu. Sự nâng cấp này giúp cho Barca vừa có thêm sự sôi động khi chơi tại sân nhà, vừa giúp họ có thêm nguồn doanh thu tăng lên từ số chỗ ngồi mới được thêm vào. Nhưng những thay đổi tập trung vào việc cải thiện chất lượng của sân vận động hơn và trải nghiệm của khán giả hơn là tập trung vào số lượng ghế ngồi. Một loạt các thay đổi bao gồm nâng cấp hệ thống Wi-Fi nhanh hơn, mạnh hơn, xây dựng một khu vực đậu xe ngầm để cải thiện khả năng tiếp cận cho người hâm mộ, giúp cải thiện tầm nhìn từ khán đài, lắp đặt thang máy, thang cuốn, hệ thống âm thanh phân tán, đèn LED và ánh sáng cũng được nâng cấp. Điều này có nghĩa là đến Camp Nou không có nghĩa là chỉ xem một trận đấu kéo dài 90 phút, mà còn là tận hưởng những gì đang diễn ra. Hoàng Đình Moss, ủy viên của dự án Espan Barça nói, một trong những tính năng thú vị nhất của sân vận động mới sẽ là Skywalk, một lối đi bộ sẽ cung cấp tầm nhìn tuyệt đẹp ra sân đấu từ độ cao khoảng 70m, cũng như tầm nhìn ngoạn mục tới thành phố Barcelona xinh đẹp. Khu vực được chỉ định cho các phòng VIP ban đầu là ở giữa tầng thứ nhất và thứ hai, nhưng sau đó đã được chuyển lên giữa tầng thứ hai và thứ ba. Đây cũng là khu vực nâng cấp đáng kể để tăng doanh thu cho câu lạc bộ. Bên cạnh đó, khu vực bảo tàng, quầy bar và những dịch vụ khác cũng được cải tạo và nâng cấp đáng kể. Thậm chí theo mô phỏng của Đại học Kiến trúc Catalonia, phòng họp báo của sân vận động còn trông giống như một nhà hát thu nhỏ. Công việc xây dựng và tái phát triển đã được tiến hành từ mùa hè năm ngoái vào tháng 6, và ở giai đoạn này, việc hoàn thành đang đi đúng hướng khiến cho Barcelona rất vui mừng. Mọi thứ đang tiến triển tốt và câu lạc bộ hiện đã được tăng cường hơn nữa về mặt tiến độ. Theo báo cáo của BTIF, Hội đồng thành phố Barcelona đã cấp phép cho công việc thi công sau 8 giờ tối từ thứ hai đến thứ sáu, mặc dù không thể sử dụng máy móc hoặc tạo ra tiếng ồn lớn. Sau nửa đêm thì công việc mới phải dừng lại. Hơn nữa, Barcelona đã được phép thi công vào các ngày thứ bảy trong tháng 3. Hai tin tức kể trên sẽ là hy vọng về việc đội bóng xứ Catalan có thể trở về sân nhà càng sớm càng tốt, bởi như những hình ảnh này thì người hâm mộ đang rất mong chờ rồi. Nếu có thể đưa Spotify Camp Nou mới vào hoạt động vào tháng 11 năm nay thì sẽ là điều thật sự tuyệt vời, bởi đó trùng vào kỷ niệm 125 năm thành lập câu lạc bộ. Theo nhiều tờ báo tại Tây Ban Nha thì sân đấu này có thể kịp để sử dụng 2/3 công suất vào cuối năm nay. Nhưng đó là trong tương lai gần, còn ở một tương lai xa hơn, sở hữu một sân đấu hàng đầu thế giới sẽ giúp cho Barca có thêm được doanh thu, tăng cường hình ảnh thương hiệu và còn có thể giúp họ quay trở lại vị thế như đã từng.